Mọi người đang xem phim của kênh đau gì Review nếu thấy hay thì cho mình xin một lượt like và subscribe để mình có động lực ra video nhiều hơn nhé. Xin cảm ơn. Người đã làm gì với ta? Đồ tiện nhân. Xem ra là lão thiên để cho ta hôm nay thu thập cô. Không phải muốn hãm hại ta sao? Ta sẽ đua giả thành thật với cô. Hoàng hậu cùng thái tử thông dâm thật là kích thích mà. Hôm nay ta phải cho cô sung sướng muốn ngừng không được đừng có chống cự vội, thả ta ra. Thàn vạn cái gì? Vừa rồi không phải còn kêu đừng ngừng lại sao? Người đầu thái tử dâm loạn hậu cung, người đầu mau đến đây. Ôi trời người phụ nữ này thực sự không biết xấu hổ. Thái tử mau chạy đi, còn thất thần làm gì? Ta là thị nữ của ngài. Ngài ngốc rồi à, gây ra họa lớn như thế ngươi còn muốn đi sao? Bắt hắn đưa đến tịnh thân phòng cho ta xem hắn sau này làm sao. Còn có thể làm loạn hậu cung. Ngươi tiểu tiện nhân. Chờ thái tử, bị phế ta đem ngươi đưa đến giáo ti phường. Mày là cái thá gì? Còn dám ở trước mặt ta to mồm. Họa loạn hậu cung đã là tội chết. Ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy. Vừa rồi là ai trên giường lớn tiếng nói ta còn muốn đâu? Nếu lão hoàng đế nghe được những gì bà nói, cùng lắm thì mọi người cùng chết, người hèn hạ. Nhưng vì sao anh ta có điện thoại? Thì ra anh ta là một nhân viên viết kế hoạch cho một công ty. Anh ta nhiều lần bị cấp trên ăn cắp công lao nhưng lần này vì tiền cứu mẹ nên anh ta không muốn mất tiền công viết. Kế hoạch nữa nên đã quỳ xuống xin cấp trên trả tiền công anh ta viết kế hoạch nhưng cô ta bỏ đi. Anh ta quyết tâm đi theo đòi lại thì phát hiện cô ta dùng mỹ nhân kể với ông chủ tịch để được thăng chức tăng lương. Nên muốn quay lại làm bằng chứng thì bị cô ta phát hiện ra. Thế là hai người tranh chấp giành cái điện thoại trong khi rằng co thì anh ta tè xuống không biết thanh niên này hàng ngày ăn gì mà yếu hơn cả phụ nữ trong lúc rằng co thì anh ta đá chung một cái kệ làm đồ bình hoa trên đó sau đó có ánh sáng phát ra thế là anh ta xuyên không hỗn trướng con không mau đen thứ đó đưa cho hoàng hậu không được tuyệt đối không thể để bị lộ chỗ này đến lượt ngươi nói chuyện sao người rốt cuộc muốn thế nào chuyện ngày hôm nay bỏ qua cho bà cái mặt mũi con không màu quốc cho ta Điện hạ hoàng thượng thân thể sắc không xong. Ra lệnh hoàng hậu nắm giữ triều chính. Bà ta sẽ không từ bỏ ý đô. Đừng hoàng hốt ta tự có cách. Ta còn có đại long công chúa hôn ước. Bà ta có thể làm gì? Hồ nước. Điện hạ. Ngài xử lý công chúa lúc nào thế? À lúc trước dùng cách riêng của ta để đổi lấy cái này. Có được 10 vạn thiết kỵ toàn bộ đại khánh không ai có thể làm gì ta lý thần lão nương đang học thuật con dối chờ điều khiển lão hoàng đế nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết điện hạ đây là cái gì đến đây đem những bản vẽ này vẽ ra cho ta có ai ngờ được trong điện thoại bản vẽ súng ống đại pháo có đất súng võ lao tử để các ngươi người cổ đại nhìn xem cái gì gọi là chiến tranh tri vương điện hạ cái này giống như với bản vẽ trước đây của ngài nhưng mà có vẻ hơi khác một chút chỉ là một khẩu súng rác bản thiết kế này nhưng súng lục tự động sao mà so được còn có mấy bản vẽ này nhớ vẽ ra hết cẩn thận sau đó tìm người chế tạo nhớ dư bí mật đã đến giờ uống thuốc Chấm nhìn thấy nàng Bệnh của chấm đã khỏi được một nửa Chỉ cần bệ hạ có sức khỏe tốt Thiết thân sẽ hầu hạ cho bệ hạ thoải mái Được Chỉ cần nàng có thể vì chấm Sinh long tử Chấm sẽ lập nó làm thái tử Bệ hạ Chỉ sợ sau này trong cung ngài không thể định đoạt Ngươi nói cái gì? To gan. Dám nói bậy bạ. Còn không quỳ xuống. Bệ hạ. Đêm qua thái tử đến hoàng hậu tẩm cung muốn xâm phạm hoàng đậu. Nếu không phải hoàng hậu ra sức chống cự Đáng chết. Ta bây giờ sẽ giết tên súc sinh này. Bệ hạ tuyệt đối không thể. Diên binh đại điển. Còn phải dựa vào nó do thái tử thiết kế. Hoàng hậu ta để nàng chịu ủy khuất. Chẳng để tên súc sinh đó sống lâu mấy ngày. May mắn đã vẽ xong bản vẽ súng. Tham kiến Phụ Hoàng, nghịch tử giao ra bản vẽ nỏ. Phụ Hoàng! Vì sao? Đêm qua ngươi mạnh mẽ xông vào ta tẩm cung. Nói ngươi đã cầm quyền. Nếu bệ hạ không thoái vị, ngươi sẽ xoán vị. Ngươi dám phủ nhận sao? Tiện nhân này! Cuối nhiên tiên hạ thủ sáu cường. Bây giờ điện thoại của ngươi không có điện. Ta xem ngươi lấy gì cùng ta đấu. Bệ hạ, ngài là không thấy được vẻ kiêu ngạo của thái tử. Lão nô muốn ngăn cản. Bị ngài đánh. Nghiệt chủng. Hôm nay ta sẽ phế bỏ ngươi vị trí thái tử. Ai dám đến, ta sẽ đốt bản vẽ này. Tò càng xúc sinh ngươi, ngươi dám uy hiếp trẫm, Ta cũng không muốn, đây không phải có người chăm ngòi ly gian sao. Ta hết cách, Hắn nhanh bằng đao kiếm trong tay thị vệ sao? Các ngươi không nghe thấy hoàng hậu nương nương nói sao? Con không mau động thủ. Điện hạ ta về rồi. Ngươi lại giở trò gì nữa? Các ngươi không phải muốn bản vẽ này sao? Ta cho các ngươi. Đã giao ra bản vẽ. Hôm nay vị chỉ thái tử cũng đừng làm người đâu đem xúc sinh này bắt lại người vĩnh viễn đấu không lại ta đấu không lại à đây là thứ gì ngươi sao có được ta đã nói với ngươi rồi thành thật một chút hết lần này lần khác kiếm chuyện với ta thứ nhỏ như thế có gì lợi hại chứ giết cho ta cái này là cái gì sao có thể mạnh mẽ như vậy giết người vô hình không thể địch lại này này bỏ xuống đi có gì chúng ta từ từ nói. Bà đừng có nói nhãm. Ngươi còn muốn giết chả mà. Nói có lý. Giết ông. Cả hoàng cung đều phải nghe lời ta. Mịch tử, ngươi đến tôi cùng muốn thế nào? Người vua nhỏ bé ta còn không để vào mắt. Ta muốn chính là nhất thống thiên hạ. Thành tựu thiên cổ nhất đế. Ai dám ngăn cản ta? Ngoan ngoãn giao hoàng vị ra đi. Tò gan người tò gan, còn không mau cú. Đi mau. Thái tử điện hạ. Ngay lần này đem hoàng hậu cùng hoàng thượng đắc tội. Phải làm gì đây? Không sao ta còn có hồ nước mà. Thái tử điện hạ. Đại Long công chúa sẽ không nuốt lời chứ để họ vào. Lý thần. Xem ra bản thiết kế người đã chuẩn bị xong. Không có. Nói như vậy người là đang đồ tà à? Người đâu? Công chúa Điện Hạ, ở đây dù sao vẫn là Đại Khánh Quốc. Mười vạn thiết kỳ đã ở các người Đại Khánh biên cảnh chỉ cần ta ra lệnh các ngươi đại khánh sẽ không còn tồn tại vậy tại sao công chúa điện hạ không ra tay không phải là sợ cường nỏ trong tay của ta sao to gan công chúa điện hạ nếu cô muốn ở diễn binh đại điển lập y thì giúp ta một chuyện sau khi thành công ta sẽ cho cô một bất ngờ xúc sinh xúc sinh bệ hạ không cần tức giận bây giờ cường nò bản thiết kế đã lấy được không cần lo lắng về việc giải quyết lý thần hoàng hậu có cách nào hay à nhị hoàng tử tay cầm binh quyền luôn sát phạt của đoán nếu để nó đối phó lý thần tốt nhị hoàng tử lý dũng lý thần người có súng thì thế nào ta không tin người có nhiều đạn như thế thông báo trong triều đại thần ngày mai tảo triều phải thái tử trước rồi tính mưu hoàng vạn tế vạn tế vạn vạn tế sáng sớm lại làm trò gì thế lý thần người có biết tội của mình không nói đi đã nghĩ ra ý tưởng gì để đối phó với ta rồi lý thần người đêm qua tự tiện xông và hoàng hậu nương nương tẩm cung con cầm ám khí uy hiếp bệ hạ mưu phản tri tâm rõ rành rành Phạm thượng làm loạn, còn thể thống gì? Bệ hạ hoang dâm vô đạo như thế, bố nghịch bất hiểu thái tử, không cần cũng được. Chúng thần xin ngài phế chức thái tử lý thần. Ngươi còn có lời gì nói? Ta không còn gì để nói. Bà muốn đổ tội, thì thiếu gì lý do chứ? Ta sợ à? Một cây súng có bao nhiêu viên đạn chứ? Nếu biết nhận sai, còn chừa cho người một mạng. Lý thần hôm nay người mọc cảnh khó thoát. Xem ra có một câu nói, nói rất vâng. Lời gì? Muốn sống phải dựa vào bản thân. Ai mạnh hơn người đó thắng. Đến bây giờ, ngươi còn nói những lời này có ý gì? Nã pháo. Các ngươi thuận ta thì sống Nghịch ta thì chết Ô khẩu khí lớn vậy Đại Khánh còn chưa đến lượt ngươi một tay che trời Thái tử điện hạ cẩn thận Nhị hoàng tử Lý dũng lãnh binh đánh trận nhiều năm Cũng không phải dễ đối phó như vậy Một chút điêu trùng tiểu ký Bọn hắn sợ ta không sợ Tốt hoàng nhi Ngươi thầy chậm giết chết tên bất hiếu này đi chấm lập con làm thái tử coi như người có bản lãnh thì ta cũng chơi chết ngươi tấn công nhị hoàng tử đám thủ hạ phế vật của ngươi đã bị ta thu thập đại long công chúa lý thần ngươi thế mà âm thầm cấu kết đại long công chúa đại long công chúa đây là đại khánh việc riêng đây là hoàng gia việt nhà. Cô làm như vậy không sợ sẽ mất lòng người dân thiên hạ sao? Xem ra các ngươi còn không biết, đúng là ngu ngốc và ích kỷ. Chuyện này ta quản chắc rồi. Nói vậy ta thấy là người muốn lợi dụng hỗn loạn để gây chiến. Ta đã cùng lý thần ký hôn ước, ai chống lại hắn, chính là đại long mười vạn thiết kỵ địch nhân. Cái gì? Các ngươi muốn liên hợp Tam quốc đối phó đại long? Nhưng không ngờ Lý Thần đã sớm cùng ta có hôn nước. Lý Thần, xem ra ngươi sớm có mưu đồ, nhị hoàng tử là muốn liều mạng. Người khác sợ mười vạn thiết kỵ. Ta không sợ. Cả chết lưới rách, vậy ta cũng không sợ. Chỉ là các ngươi đại khánh sợ là không còn rồi. Nhị hoàng tử không thể xúc động. Hoàng nghi hạ thương. Hoàng nghi đừng vọng động. Bọn họ không dám động thủ. Đi thôi chúng ta đi đông cung thảo luận hôn sự. Người người, đồ nghịch tử. Phụ hoàng vì sao không cho con giết hắn? Ta biết nhị hoàng tử thả làm mọc vỡ, không là mỏ lanh. Nhưng nếu nhị hoàng tử cũng chết, đại khánh còn gì nữa? Người đau đớ bệ hạ đi về nghỉ. Quân cơ đại thần, Tề tướng nhị hoàng tử ở lại. Không biết hoàng hậu có gì phân phó. Ta muốn ngươi thông báo Tam Quốc sớm tổ chức diễn binh đại điển. Nương nương kia lý thần trong tay có súng. Còn có Đại Long công chúa làm chỗ dựa. Bây giờ tiến hành diễn binh, chỉ sợ. Long vô song nếu thật sự tin tưởng lý thần. Đã sớm dẫn binh đánh vào Đại Khánh. Hướng chi ta cũng còn có con bài chưa lật. Những gì ta hứa với ngươi đã thực hiện, bất ngờ của ngươi đâu? Nếu cô thực sự giết tôi, cô sẽ không thể có được một trăm khẩu pháo. Cái gì một trăm khẩu pháo? Là loại vũ khí trên kim loan điện. Đúng. Một trăm khẩu đại pháo lại thêm chúng ta mười vạn thiết kỵ. Chẳng phải là có thể quét ngang thiên hạ. Ngươi nếu dám gạt ta, ta chắc chắn sẽ truy sát người đến chết. Ta sẽ không lừa cô, nhưng còn muốn mượn cô một vật. Thứ gì? Ta muốn mượn cô 10 vạn thiết kỵ dùng một lần. Bẩm báo hoàng hậu, tể tướng đại nhân. Có chuyện gì ban ngày không thể nói, mà phải chọn giờ này nói vậy. Hạ thần nghe nói, Long vô song, là lén đêm 10 vạn thiết kỵ mang khỏi Đại Long. Còn có hôn nước cũng là dầu diếm đại long hoàng đế ký. Thật sao? Thiên chân vạn sắc. Đại long thái tử long vô địch sẽ đến bắt cô ta trở về cùng giang quốc hoàng tử thành hôn. Tốt. Đây là trời cũng giúp ta. Khởi bẩm nhị hoàng tử. Lý thần đêm khuya rời khỏi hoàng cung, lẻ loi một mình đi chợ. Thiên đường có lối người không đi địa ngục không cửa ngươi cứ vào lý thần vậy cũng không trách được ta thăm kiến thái tử điện hạ này huynh đệ của ở giữa không nói những thứ này thứ ta yêu cầu ngươi làm lấy ra đi lựu đạn vẫn chưa được chế tạo nhưng lôi hỏa châu ta làm ra một ít chỉ là uy lực kém một chút không sao cảo thứ này có bao nhiêu đưa cho ta bấy nhiêu. Ta đi trước. Lý Dũng. Tên của nhị hoàng tử của chúng ta người cũng xứng gọi. Nếu ta đoán không lầm. Nhưng thứ kỳ tích vũ khí của ngươi đều có từ đây. Nói bậy cái gì kỳ tích vũ khí? Chỉ là lỗ lợn ngu ngốc. Làm sao ngươi có thể hiểu được sáng kiến của Thái tử Điện Hạ? Ta thấy mấy người các ngươi là muốn ăn đạn rồi không phải liền là súng sao thật sự cho rằng ta không có cách đối phó sao lên cho ta vậy ta muốn xem xem các ngươi tấm thuẫn làm sao phòng thứ này thái tử điện hạ làm sao bây giờ đi tìm vô song công chúa Lý Thần. Công chúa Điện Hạ, vô địch tướng quân đã hạ 12 đạo kim lệnh. Nếu chúng ta vẫn mang theo 10 vạn thiết kỵ, sau này bệ hạ trách tội xuống, chúng ta làm sao giải thích? Hắn muốn cũng không phải là 10 vạn thiết kỵ. Hắn là muốn để ta gả cho Giang Quốc Hoàng tử. Để hai nước thông ra. Lão bà, ta trước ở đây trốn một chút nhé. Hành giả gửi cho anh ta một phong thư. Nói ta sẽ mang theo vị hôn phu của ta. Đại Khánh Quốc Thái tử Lý Thần cùng nhau về nước. Cô nói cái gì? Ngươi không phải muốn ta mời vạn thiết kỵ sao? Ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi phải cùng ta về Đại Long một chuyến. Ngươi ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Ngươi đưa vị tiên sinh này đi ra ngoài trước. Ta có việc cùng Thái tử nói. Vô song công chúa, ngươi lúc nãy gọi ta là lão bà, không phải rất thuận miệng sao? Bây giờ sợ hãi a? À? Vô song công chúa. Cô muốn làm gì? Ta không phải người tùy tiện. Ta nghe nói ngươi có một cái đại bổng tử rất lợi hại, để ta xem có đúng thật như lời đồn không. Lý thần, bây giờ mọi hy vọng của ta ở trên người ngươi. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Điện hạ. Điện hạ chờ tôi một chút. Lý thần mau quốc ra đây. Nhị hoàng tử tại sao là ngươi? Không ngờ ngươi cũng là một nữ nhân lãng lơ. Vậy mà nằm trên giường thái tử. Không có, người đâu? đem con lẳng lơ này về doanh trại cho các huynh đệ giải sầu, ta xem ai dám Lý Thần không làm con rùa đen rút đầu nữa à? Lý Dũng, Màu cút đi! Người đâu? Đem người mang cho ta đi! Ta muốn xem xem tên phế vật này làm như thế nào. Dừng tay! Ta nhưng là thái tử, bây giờ đã không phải. Bà nói không phải là không phải thì tính là cái gì? Bê hạ đã phế trừ vị trí thái tử của ngươi, thánh trí ở đây buồn cười hành tướng quân đà ta không phải thái tử không còn cố kỵ gì nữa động thủ đi lý thần người dám đưa súng cho bọn họ đồ ta nghiên cứu ra ta cho ai cần hỏi bà ai không biết nếu ta thuẫn binh có ở đây những vật này là vô dụng lý thần nếu người giết nhị hoàng tử cấm vệ quân sẽ không bỏ qua ngươi chỉ là 5 vạn cấm vệ quân. Điện hạ đây là vô song công chúa để cho ta giao cho ngài. 10 vạn thiết kỵ binh phù. Thấy không? Chút binh lực ấy. Ta không để vào mắt. Số lượng binh như thế ngươi không để vào mắt. Nhưng ta đã thông báo tăng quốc sứ giả. Sớm khai mạc diễn binh đại điển. Lý thần chúng ta bốn liên minh liên thủ. Coi như ngươi có 10 vạn thiết kỵ, ta thấy ngươi cũng không ra khỏi được kinh thành. Nếu ngươi dám đụng đến chúng ta, Tam Quốc chắc chắn sẽ trực tiếp phát binh. Cung lắm thì đồng quy vu tận. Bọn họ nói hình như thật có đạo lý. Đã như vậy, vậy ta nhưng phải làm chút chuyện. Ngươi có ý tứ gì? Hành tướng quân mang binh đến hộ bộ. Rời chống quốc khố cho ta. Lý thần đó là tiền của ta. Ta thề, ta nhất định khiến người chết không yên Năm lành. Nằm mơ, lão tử bây giờ vẫn là thái tử. Vào ngày diễn binh đại điển, ta nhất định sẽ tự mình đoạt lại thứ thuộc về mình. Đi. Lão bà. Lý thần ngươi cuối cùng đã trở về. Nàng đây là lo lắng cho ta sao? Ta ta là sợ người làm hại một ái tướng của ta. Công chúa Điện Hạ, Ngài thật sự là sáng suốt. Phò mã ra không có phí nửa điểm công phu, đã lấy đi hơn một nửa tài sản của quốc khố. Lợi hại. Thái tử Điện Hạ, bây giờ tiến độ thế nào? ngài để cho ta trước diện binh đại điển chế tạo gấp gáp ra mấy trăm khẩu pháo chỉ sợ có chút khó khăn nhưng ngài muốn súng ngắm tôi đã làm một vài cái ta muốn chính là cái này tôi sẽ dạy cho ông cách làm ống nhắm đem ống nhắm để vào khẩu súng ngắm này huấn luyện vài người sử dụng những khẩu súng này chỉ dài hơn một chút thì có ích gì đây là thứ dùng để đối phó bọn hoàng hậu bọn hắn cho là có mấy cái cường nó có thể nắm chắc thắng lợi ta muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là xuyên giác đi thôi dùng số tiền cướp được để kinh doanh nào điện hạ bây giờ hoàng hậu cùng nhị hoàng tử chắc chắn đang điên cuồng tìm kiếm ngài nếu chúng ta bây giờ trở về không phải là tìm chết sao nhưng người ta vẫn nói cầu phú quý trong nguy hiểm bọn họ không thể tưởng tượng được bây giờ ta lại dám quay lại Nhị hoàng tử mời uống trà. Lý thần tên phế vật kia thế mà rời chống quốc khố. Còn lại chút tiền ấy đừng nói diễn binh đại điển. Quân lương đều không đủ. Tên ngốc này, không ngờ rằng ta đã chuyển tiền khỏi quốc khố rồi. Lý thần cướp đi. Chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nhị hoàng tử bây giờ diễn binh đại điển sắp đến. Không có bạc. Chúng ta không thể chế tạo ra cùng nỏ. Càng đừng đề cập uy hiếp tam quốc. Bà hỏi ta ta hỏi ai? Nếu không phải bà gây chuyện với tên phế vật kia, hắn sẽ dọn sạch quốc khố sao? Ngươi đừng có mà án trách ta. Nếu không phải ngươi tự tư, chuyện của Lý Thần có thể đi đến mức này sao? Hoàng hậu nương nương, nhị hoàng tử, chúng ta bây giờ đối thủ là Lý Thần. Hai người đừng có cãi nhau nữa, im miệng cho ta, hoàng hậu. Từ hôm nay, đối phó Lý Thần, lão tử không muốn bà nhúng tay. Tốt vậy mời nhị hoàng tử giao ra binh quyền. Bà nói cái gì? Ta đã để bệ hạ hạ chỉ lấy lại binh quyền của ngươi ngươi nếu là dám làm trái ta sẽ cắt quân lương của ngươi Đã ta xem huynh đệ của ngươi vẫn sẽ một lòng theo ngươi hay là không nhị hoàng tử đâu nó nghe lời nàng không về chuyện diễn binh đại điển nàng đã chuẩn bị xong chưa thế nào mỹ nhân tại sao không nói chuyện bệ hạ lý thần trước đó đã đem quốc khố cướp bây giờ cái này diễn binh đại điển Chúng ta không có tiền tham gia. Tên xuất sinh này. Chỉ cần có thể giết Lý Thần. Tiền của ta đều cho nàng. Đây là từng cái hoàng tử lòng lang dạ thú. Chậm đương nhiên không thể đem tiền đặt ở bên ngoài. Đây là đại khánh quốc nhiều năm tiết kiệm được. Ta đã giấu ở ngự thư phòng mật thất. Nàng buông tay buông chân đi làm đi. Binh quyền đến tay. Tiền cũng vào tay. Vô luận diễn binh đại điển, dù lý thần tên hỗn đàn kia có trở về hay không, hắn đều phải chết. Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử, đây chính là dưỡng khí địa, không thể tùy tiện vào. Tốt một cái hoàng hậu. Đầu tiên là từ trong tay của ta cướp đi binh quyền, bây giờ lại muốn lừa gạt phụ hoàng tiền, ta thấy dụng tâm hiểm ác là bà. Hỗn trường mới vừa đi một cái lý thần. Lại đến lượt một tên xúc sinh như người à? Sao có thể nói chuyện với mẫu hậu như thế? Lão bất tử, ta thấy ông là già nên hồ đồ rồi. Tùy ý tiện nữ nhân này tiếp tục làm vậy, đại khánh sẽ là của bà ta. Đồ xúc sinh hôm nay, ta sẽ đem bà hại nước hại dân yêu nữ diệt trừ. Hôm nay, ta sẽ đem bà hại nước hại dân yêu nữ diệt trừ. Bệ hạ lần này chỉ có thể xin ngài giúp ta chặn kiếm. Người đâu? Nhị hoàng tử mưu phản, phụ hoàng. Phụ hoàng, nhị hoàng tử ngươi bây giờ muốn chết hay là muốn sống? Ta muốn sống. Chuyện hôm nay, ai dám truyền đi chu di cửu tộc? Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, vĩnh, bình, giang quốc người đã đến. Còn có, còn có cái gì, còn có ta cũng đến. Lý thần tuyệt không thể cho hắn biết hoàng đế bị giết. Mau ngăn hắn lại. Đi. Tên phản đồ. Con dám trở về. Ta dù sao cũng là đại khánh hoàng tử. Lần này diễn binh đại điển. Sao có thể thiếu ta đây? Ngươi đã cùng đại long công chúa ở cùng nhau. Lần này diễn binh đại điển cùng ngươi không có liên quan. Ta lần này đến là để thông báo cho các ngươi. Lần này diễn binh đại điển ta tham gia chắc rồi. Nếu ai dám cản ta, chính là cùng 10 vạn thiết kỵ đối nghịch. Chúng ta đi. Nếu là không có kia 10 vạn thiết kỵ, ta nhất định phải giết hắn nhị hoàng tử người đi tìm long vô địch hắn đã sớm muốn thu hồi muội muội của hắn binh quyền cái gì còn diễn binh đại điển không quan trọng giang quốc hoàng tử rất ngưỡng mộ long vô song hắn muốn đến tham gia vậy chúng ta thành toàn cho hắn có thể mượn đao giết người mọi người lý do hôm nay đại khánh tổ chức diễn binh đại điển một là muốn để các vị nhìn xem vũ khí mới được nghiên cứu chế tạo ra và muốn cùng chư vị thành lập một công thủ đồng minh hoàng hậu nương nương nghe nói quý quốc cường nỏ là do thái tử thiết kế không biết hôm nay có thể lĩnh giáo một chút đúng vậy chúng tôi đến từ xa không thấy hoàng đế bệ hạ vậy thì để thái tử điện hạ ra nói hai câu đi bệ hạ thân thể khó chịu mọi công việc đều tự do ta thay thế về phần thái tử hắn đã không phải là đại khánh thái tử mà là vô song công chúa rể hiền cái gì? Đại Long rõ ràng đã cùng ta giang quốc ký kết hôn nước. Làm sao có thể gả cho tên phế vật kia? Ta nói vô song làm sao nhất định phải gả cho ta đâu. Nguyên lai là phế vật này dọa sợ nàng ấy. Ngươi nói cái gì? Ta không phải phế vật. Vậy ngươi là thứ gì? Người đâu giết hắn cho ta. Dù sao ngươi cũng không phải đại khánh thái tử. Coi như giết ngươi. Sẽ không ai làm gì được chúng ta chẳng những sẽ không tìm người gây phiền phức, sẽ còn cung cấp cường nỏ cho Giang Quốc. Ta xem các ngươi ai dám động đến Thái tử. Ta xem các ngươi ai dám động đến Thái tử. Hoàng hậu nương nương có phải là ai giết Thái tử? Có thể ưu tiên có được đại khánh cường nỏ không? Nghe ý các ngươi đây là muốn nhiều người khi dễ ít người. Ta chính là khi dễ người thì sao hả? Tướng quân, có. Mười vạn thiết kỷ ở đâu? Tuy thời có thể tấn công hoàng cung. Không phải so xem mai có nhiều người sao? Vậy ta muốn xem bây giờ đến cùng là người ai đông hơn. Lại đây nào. Ta đại long mười vạn thiết kỵ. Lúc nào do ngươi chỉ huy. Đây chính là ta chưa từng gặp mặt đại cứu ca. Bài kiến long vô địch đại nhân, tần hành. thật to gan. Vô song hồ nháo. Ngươi cũng đi theo hồ nháo mà tướng không dám. Hoàng hậu ngươi có là ý gì? Chúng ta công thủ đồng mưu chính là vì đối kháng Đại Long. Tại sao ngươi đem Long vô địch đưa đến đây? Ta nghĩ bà đã sớm mặc chung quần với họ rồi nhỉ? Cương nỏ vũ khí vốn là ta cũng muốn. Xem chư vị thực lực. Nếu như Đại Long ra giá cao hơn, vì cái gì không thể cùng Đại Long hợp tác? Hoàng huynh lúc trước vô song là do người phụ hoàng muốn Long vô song gả cho ta. Nhưng bây giờ, hoàng tử yên tâm, Long vô địch luôn luôn nói lời giữ lời. Cùng lắm thì ta tự tay giết hắn là xong, không làm phiền Long huynh. Tên phản đồ này ta tự mình giết, nạp mạng đi. Còn có ai muốn chẳng bức? Đứng ra. Đây là vũ khí gì? Làm sao có thể giết người trong chớp mắt? Mời đó đã chết. Cái này chẳng lẽ, chẳng lẽ dùng yêu thuật gì? Chư vị không cần sợ, yêu thuật này có lần số hạn chế. Lý thần người lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Không thì ta để ngươi nến thử cường nọ xuyên qua thân thể tư vị. Mau giết hắn, để chúng ta kiến thức cường nọ uy lực. Tốt hôm nay để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là bắn theo lời nói. <laughs> Lý thần thực sự nghĩ rằng người có thể giết người bằng cách đó sao? Nương nương không xong. Binh sĩ điều khiển cường nỏ tất cả đều chết. Lý thần ngươi thế mà chơi xấu à? Ai vừa nói muốn giết chết ta? Không có không có. Xin Lý đại gia tha mạng. Thế nào bây giờ có thể bàn chuyện thông gia? Còn có hợp tác hai nước? Hợp tác có thể nhưng vô song hôn sự liên quan đến quốc thể ta không đồng ý vậy ta nếu không phải vô song công chúa không cưới đâu lý thần đừng xúc động anh em đã cùng lý thần đã ký kết hôn ước đồ hỗn trướng dám đụng vào lão bà ta người muốn chết tân hành chỉ cần hàn lý thần dám động thủ thì để chúng ta đại lòng thiết kỵ đạp nát đại khánh đem hắn thương yêu nhất cung nữ đưa vào quân doanh Mệnh lệnh của ta ngươi cũng dám không nghe. Vâng tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của ngài. Ha 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 Lý Thần. Ngươi biết đánh trận thì thế nào? Ngươi chỉ là một cái mãng phu. Nói cho người ta rằng quốc nhiều nhất là tiền. Long vô song cưới chắc rồi, cầu tạp trùng. Phế vật còn dám cản rỡ. Lý Thần đừng hành động hót tấp. Một tháng sau, mang theo 10 vạn thiết kỵ đến Đại Long tiếp ta. Ta là thê tử của ngươi vô song ta chắc chắn trở về cưới nàng về chờ ta lý thần ngươi lợi hại hơn nữa thì thế nào chỉ một mình ngay cả nữ nhân đều bảo vệ không được đồ bỏ đi lặp lại lần nữa thái tử điện hạ mặc dù ngài đang tức giận nhưng cũng không thể phát giận trên đầu chúng ta dù sao cũng là hoàng hậu nương nương hoàng hậu đề nghị các ngươi bây giờ đi dưỡng tầm điện xem bệ hạ còn sống hay không chỉ sợ vì hoàng hậu nương nương này là hung thủ đã sát hại bệ hạ nói các người đến cùng làm sao giết. Hoàng thượng, cô nãi nai, là hoàng hậu nương nương dùng thanh kiếm của nhị hoàng tử giết. Tiện nhân. Cho nên ý ngươi là hoàng thượng bị hoàng hậu hại chết. Vâng. Muốn chém giết một dốc thịt ta cũng không sao. Nhưng ngươi thật nghĩ là Long vô song có thể cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Trên thế giới này còn không có nữ nhân nào không yêu tài. Ngươi, thật sự cho rằng trên thế giới này nữ nhân đều giống như ngươi. Hư người đâu? Đem cô ta giải vào đại lao. Ta muốn cô ta nhìn. Ta thế nào cứu ra người ta thích? Đem cô ta giải vào đại lao. Ta muốn cô ta nhìn. Ta thế nào cứu ra người ta thích? Ha ha lý thần. Ta sẽ chờ xem. Ta nhìn người chết thế nào. Mang đi. Điện hạ tiếp theo. Tiếp theo chính là ta đăng cơ đại điển. Bây giờ ta chính là Đại Khánh Hoàng đế. Điện hạ dựa theo quy củ. Chúng ta nên trước. Quy củ của ta chính là quy củ. Ta hỏi ngươi cái này và cái này. Có đủ ta trở thành Đại Khánh Hoàng đế không? Cái này, nếu là lại thêm 10 vạn thiết kỵ, 100 khẩu pháo đâu? Có đủ ta trở thành Đại Khánh Hoàng đế không? Ngư Hoàng vạn tế. Vạn tế, vạn vạn tế. Bệ hạ lo lắng cho vô song công chúa sao? Ô hành tướng quân đầu Phỏ Mã. Ta kêu ngươi chuẩn bị một trăm khẩu pháo. Chuẩn bị chưa? Những người trước đây được trang bị súng, đã tách khỏi mười vạn thiết kỵ Còn có một trăm khẩu hòa pháo. Tất cả đều nằm trong tay chúng ta. Phỏ Mã, ngài muốn dẫn chúng ta về Đại Long ta có thể hiểu được. Thế nhưng ngài vì sao muốn để công chúa thân binh cùng mười vạn thiết kỵ tách ra, còn không biết xấu hổ Lòng vô địch xuất hiện, ngươi liền sợ không dám nhúc nhích. Nếu đến Đại Long, còn có thể trông cậy vào bọn họ giúp ta cứu công chúa sao? Ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Súng pháo lôi hỏa châu. Và người của công chúa không thể thiếu thứ nào. Chuẩn bị kỹ càng cho ta. Nếu thực sự không còn cách nào khác, chúng ta cũng chỉ có thể cưng rắn cướp. Phát tài phát tài rồi. Thật sự là phát tài. Nhiều tiền như vậy, chỉ cần ta để các cô nương lại diễn một đoạn thời gian Chẳng phải sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thanh lâu Ngài ai Rất vui khi kiếm được tiền nhỉ Ngài đã đến Mới ngồi ngài không biết nha Với ý tưởng của ngài Ta đã kiếm được nhiều hơn 10 năm cộng lại Đây Phần này của ngài Nhiều tiền như vậy. Đáng tiếc nếu như chút tiền ấy. Muốn cưới Long Vô Song có lẽ còn không đủ. Ba có muốn kiếm càng nhiều không? Con kiếm được nhiều tiền hơn. Đương nhiên như vậy. Chúng ta đổi chỗ. Đi đâu? Đại Long đem chúng ta suy nghĩ đến Đại Long. Xây thanh lâu ở đó. Quá nhỏ. Cái gì nhỏ? Cách cục nhỏ. Suy ý đương nhiên là muốn trải rộng toàn thiên hạ. Hướng hồ ta bây giờ để các người làm. Chỉ là làm nền thôi có ý gì đem những mẫu trang phục có sẵn và thợ may chúng ta ngày mai cùng đi đại long có ai phụ trách không làm gì sáng sớm liền đến kiếm chuyện à chúng ta là muốn cùng ngài bàn chuyện làm ăn làm ăn đúng là muốn mượn dùng thanh lâu của bà sử dụng đây là khoản trả trước sau khi xong việc tiền thu được chia ba thành cho bà ba ngày mồng hai vạn lượng Yên tâm không cần người. Cô nương ta đã mang đến. Điện hạ, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi tìm tiệm vải, để thợ may chúng ta mang đến bận rộn. Điện hạ. Dựa theo phân phó của ngài, tin tức mười vạn thiết kỵ về Đại Long. Nói cho Đại Hoàng tử, cũng nói cho Đại Long bệ hạ. Vậy hắn nói thế nào? Cái này. Ngươi nói đi nha. Ta muốn ngươi bây giờ trả lại binh phù. Binh phù là ta mượn vô song công chúa. Xem như phải trả binh phù, cũng phải trả vào tay nàng ấy. Ta nếu nói không đau lòng vô địch. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta bây giờ cũng là đại khánh hoàng đế. Ngươi làm như vậy, không sợ chiến tranh giữa hai nước à. Cầm cái phá đồ chơi uy hiếp ta à. Cung tiễn thủ đâu? coi như chiến tranh hai nước thì sao? ngươi nghĩ rằng chúng ta Đại Long sẽ sợ các ngươi Đại Khánh sao? Sợ thì tất nhiên là không. Nhưng ngay trước khi ta đến, ta để cho người đem một trăm khẩu pháo, điều mang đến. Bây giờ đang ở ngoài thành, nhắm vào Đại Long hoàng cung. Có tin ta ra lệnh một tiếng, nhìn xem là ta hòa pháo lợi hại, hay là hoàng cung của ngươi cứng, Lý Thần. Bẩm đại hoàng Bệ hạ truyền đại khánh hoàng đề lý thần ý kiến ở Kim Loan Điện. Lý thần an chúng ta đi. Điện hạ. Mời đi. Điện hạ để tôi đi cùng ngài. Không cần đi theo ta đâu. Yên tâm cô ở lại đây làm việc đi. Đây là chìa khóa để cưới công chúa. Nhi Lý Thần tham kiến, phụ hoàng đứng dậy đi. Lý Thần còn chưa đến sao? Khởi bẩm phụ hoàng, người đã đến. Chỉ là Lý Thần vừa mới đến Đại Long, liền báo hết một thanh lâu. Nhi thần cho rằng người như vậy không phù hợp với hoàng muội chút nào. Con nói đều là thật, bề hạ Lý Thần có đức tính như vậy. Ngoài ra còn có tin đồn gian dâm hoàng hậu ở Đại Khánh. Hoàng dâm vô độ là một kẻ cặn bã không biết xấu hổ. Khởi bẩm bệ hạ, Khánh đấy cầu kiến, xem ra rằng quốc hoàng tử không chỉ thích tè ra quần, còn thích nói bậy nói bạ. Chỉ ít ta không có bao nguyên một tòa thanh lâu. Ta thấy ngươi chính là bất học vô thuật. Tinh trùng lên não dâm đồ. Xem ra không chỉ một người thích nói bậy nhưng người giờ có thêm một không dám để người khác nói về những gì mình đã làm. Nhưng, các ngươi làm thế nào biết ta bao thanh lâu? Là dùng để tìm vui chứ? Ha ha ha, một cái thâm sơn cùng cốc tiểu quốc hoàng tử. Không biết được mấy chữ. Dã man thô bỉ. Lần thứ nhất nhìn thấy thanh lâu tốt như vậy, đương nhiên là không thể kiềm chế được. Đã như vậy, vậy ta sẽ không giả vờ. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là cho ngươi. Biết mùi đời. Lý thần mày dám đánh tao. Lý thần ngươi dám đánh ta. Hôn trường dám động thủ với hoàng tử chúng ta. Muốn chết. Lý thần đây là ta đại long. Không phải chỗ ngươi hồ nháo. Ta dù sao cũng là đại khánh hoàng đế. Chỉ là đại long một cái hoàng tử. Còn chưa đến phiên ngươi dạy ta làm việc khi người bớt lo chuyện bao đồng, không thì phát bắn tiếp theo không biết bắn vào đâu. khử vô địch. đây chính là con không đúng. người đến đều là khách, huống chi người ta cũng là đại khánh hoàng đế. nơi này không phải địa phương chiêu đại khách quý. vô địch mang mấy vị khách quý đến tiên gia thư quán đi. chẳng nghĩ giờ này lão tam cũng có ở đó. chậm mệt mỏi các người đi tìm lão tam đi. Ta cũng không muốn nhìn thấy Đại Long tương lai. Dạy Hiền là một thằng ngốc. Vâng thưa Phụ Hoàng. Hoàng Huynh đây là ý gì nha? Tan để ta ở Đại Long có địa vị siêu nhiên. Hắn văn thảo vũ lược, không gì làm không được, cũng là phụ hoàng thương yêu nhất hoàng tử. Phụ hoàng ý là để ta khó xử lý thần. Muốn để hắn biết khó mà lui. Khánh đế, Mời. Đây là có chuyện gì? Chớ quấy dây. Tam hoàng tử mỗi lần ngâm thờ vẽ tranh đều như vậy. Có vẻ sắp có kiệt tác. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng tranh với ta. Kiệt tác hôm nay thuộc về ta người cái gì lịch đại văn hào trước đây đều có những điều khác thường chỉ có người bình thường như ngươi mới cười nhạo Hỗn chướng tam hoàng tử là người có thể cười nhạo sao ngươi là cái thá gì ta xem chính là thâm sơn cùng cốc người một điểm kiến thức không có còn không cút nhanh lên có vẻ như mọi người có cùng một ý tưởng người ta nói không cùng đẳng cấp là đúng mà các ngươi tự cho là có được tam hoàng tử kiệt tác là hiểu hắn các ngươi căn bản không biết hắn muốn gì ngay ý khánh đế Ngươi sao ta còn hiểu tam đệ hơn à? Chuyện đó là đương nhiên rồi cần nói sao? Tam đệ hôm nay ta mang cho đệ đến mấy người. Cùng đệ nghiên cứu thảo luận thư pháp thơ họa. Vì mọi người đã đến. Vậy liền nói một chút ta cái này thư quán vì sao gọi kim ra đi. Tôi không hiểu. Thực sự tiếc nuối. Theo ta thấy Tam Hoàng Tử là thương hại thiên hạ chúng sinh. Mọi người đều giống như cỏ dại, cảm thán rằng cuộc đời quá ngắn ngủi. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Tam Hoàng Tử sẽ giống ngươi? Vì một nữ nhân lan. Các ngươi cút ra ngoài cho ta. Các ngươi ai cũng không hiểu. Kiêm gia thương thương. Bạch lộ vì xương. Sở vị y nhân. Tại Thủy Nhất Phương. Nhìn không ra Tam Hoàng Tử vẫn là một người có tình cảm sâu sắc. Lý thần ngươi đừng, giả thần giả quỷ, hãy nhìn xem ngươi đã làm tam hoàng tử tứ tức giận như thế nào. Ngươi thật hiểu kiêm gia ý nghĩa sao? Lý thần, có bản lĩnh ngươi nói một chút đây là có ý gì? Nếu giải thích bằng lời rõ ràng thì, không phải ý là tình yêu không thể đạt được sao? Việc diễn giải thể loại thơ này không chỉ cần có đâu óc. Chẳng phải triều đại này đã phát triển đến trình độ này sao? Người khác cười ta quá điên. Ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy ngũ lăng hào kiệt mộ, không rượu, không hoa hóa dụng cày. Ngươi thực sự hiểu ta. Không được. Tam đệ làm sao có thể vì một nữ nhân. Tam đệ Khánh Đề nó là thật à. Hắn chính là một cái nhà quê thích nói hưu nói vượn. Ngài đừng để bị hắn lừa gạt. Nỗi đau khi không thể yêu. Loại người như ngươi làm sao có thể biết. Lăn ra ngoài cho ta. Loại người như ngươi không xứng ở đây. Kiên gia thư quán. Tiên sinh, ngày mai ban đêm có Thái Bình Thơ Hội. Không biết tiên sinh có thể nể mặt. Cái này cần hỏi. Vợ của ta, quan trọng là đại ca ngài không cho ta gặp cô ấy. Vợ, ngươi nói là nhị tỷ. Chẳng lẽ ngươi là tỷ phu của ta? Cũng có thể gọi như vậy đây là di vật do mẹ ta để lại trước khi qua đời mẹ ta khi còn sống là phụ hoàng sùng ái nhất phi tử cầm cái vòng tay này trong hoàng cung không người nào dám cản ngươi tam hoàng tử ngày mai thơ hội ta nhất định sẽ đi lý thần đây chính là đại long hoàng cung đừng làm loạn không ngờ tam hoàng tử cho vòng tay dùng tốt như vậy Lý thần ta cảnh cáo ngươi. Đây chính là đại long hoàng hậu đã chết tín vật. Đừng làm loạn. Nếu ngươi dám làm loạn, đừng trách ta tự tay giết ngươi. Xem ra ngay cả các người cũng rất sợ vật này. Vậy thì dẫn ta đi gặp vô song công chúa đi. Tránh ra đi. Lão bà. Lão bà. Vô song công chúa. Vương huynh. Không thì chúng ta bây giờ đem chuyện này bẩm báo cho bệ hạ cũng chỉ có thể như thế. Miễn cho hắn, lại làm nạn gì nữa. khư cùng ta đấu. Ngài chính là Lý Thần Khánh Đế. Ngài đi theo ta. Công chúa đang ở Phượng Dương Các. Chàng thật sự đến. Đương nhiên, lúc đầu ta mượn 10 vạn thiết kỷ của nàng. Bây giờ phải đem binh phù trả lại cho Chẳng nàng. Chẳng chỉ vì trả ta binh phù. Làm sao có thể chỉ là đến trả binh phù chứ? Thứ này là ở đâu ra? Này ta tặng cho Tam hoàng tử một bài thơ. Hắn đem cái này tặng cho ta, còn để cho ta đi tham gia thơ hội ngày mai. Một bài thơ? Chàng còn có bản sự này à? Có đáng gì, bản lĩnh chân chính ta sẽ cho nàng xem đây. Phụ hoàng năm đó bởi vì mẫu thân Tam hoàng tử qua đời sớm mà đặc biệt yêu quý em ấy, nếu chàng để em ấy giúp chàng, phụ hoàng sẽ đồng ý. Đại Long và Khánh Quốc có quan hệ nhiều năm cộng với số tiền tiết kiệm của ta trong nhiều năm cầu hôn chắc không khó chuyện tiền không phải vấn đề vợ chúng ta làm việc chính trước đi phụ hoàng lý thần quá phận rồi vậy mà y vào tam đệ vòng tay tự tiện sông vào hoàng cung con sông vào vô sông tẩm cung ngươi nói cái gì lão tam đệ vòng tay tặng cho hắn đúng cũng là bởi vì hắn đoán được lão tam thư phòng danh tự Con là một bài thơ lão tam miền đem vòng tay cho hắn Con đi tham gia thơ hội đây là chuyện tốt mà. Có nghĩa là Lý Thần có chút chân tài thật học. Thế nhưng Phụ Hoàng, chúng ta đại long quân sự dân sinh và giao thương lớn đều có liên quan đến Giang Quốc. Nếu như vô song, chỉ sợ là Giang Quốc. Trẫm Mương cảm thấy Lý Thần này không có đơn giản như vậy. Ai u Thần tài Cuối cùng đã trở lại Hai ngày này doanh thu như thế nào Ta nói với ngài Hai ngày này bận chết được Hơn 10 năm rồi chưa bận rộn thế này Chúng ta bây giờ thu mua Cửa hàng vải 13 tiệm Thanh lâu 6 tòa kiếm lời Không tệ Tổng cộng đã bán được 1,3 triệu lượng bạc tiền Y phục Tại sao chỉ có 1,3 triệu lượng Không phải thần tài liền xem như in tiền cũng không theo kịp tốc độ chúng ta kiếm tiền ngài còn không hài lòng thế này đi cô đi thông báo cho tướng quân hãy để hắn đưa một số người thông minh đến ngài đây là muốn bây giờ quy mô đã có rồi đương nhiên là thành lập thương hiệu của mình mọc lên như nấm thế nào rồi điện hạ ta nghe nói thi hội không chỉ là văn nhân mặc khách thì tài văn thơ mà là một loại khoe khoang, nô tỳ sợ đến lúc đó kia rằng quốc hoàng tử sẽ khó xử ngài. Sợ cái gì nếu muốn so nhiều tiền? Không hẳn là đối thủ của ta. Và thi hội này cũng là cơ hội tuyên truyền tuyệt vời cho chúng ta. Mang theo các cô gái của chúng ta, mặc quần áo đẹp nhất. Cùng chúng ta cùng đi. Tiên sinh ngài cuối cùng đã đến. Tam hoàng tử thi hội so không chỉ có là văn tài, còn có tiền tài. Lấy thân phận của ngươi, muốn là người đầu tiên lên sân khấu thì không vấn đề gì. Về phần người đứng sau, thì... nếu hắn không đem cái này hủ lấp đầy, chỉ sợ không lên được nha. Đây chính là quy củ. Đúng thế là quy củ, là quy củ nhìn kỹ. Đây là năm mười lượng, bạc phải ra. Tiên sinh đúng là có quy định như vậy. Lên đài làm thơ thi nhân cần dùng bạc đem cái này lấp đầy. Đây cũng là hạng nhất ban thưởng. Nếu như tiên sinh không tiện, ta đồng ý. Chư vị ta có tiên đoán. Hôm nay chúng ta nơi này một vị ghê gớm đại thần. Hắn chính là Khánh Đế. Thân là nhất quốc tri quân. Chỉ sợ cũng sẽ không mất đại quốc phong phạm. Tiền lên đài làm thơ còn muốn hỏi người khác mượn sao. Không phải chỉ là tiền sao tiểu thú? Giang Hoàng Tử ngày nhìn cho rõ ràng. Nơi này ngân phiếu là 100 lượng một tờ. 100 lượng thật kìa. Lý thần. Chỉ có tiền cũng không đủ ngồi phía trên. Con phải có văn tài. Làm sư ngươi được không? Tốt hôm nay để cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Ngươi nghĩ rằng lừa được tam hoàng tử. Có thể lừa ta à? Lừa cả thiên hạ người đọc sách à? Hôm nay ta muốn trước mặt người trong thiên hạ lột bỏ về bộ mặt giả tạo của ngươi Chỉ là đọc thơ thôi mà chuyện nhỏ Lý thần đã ngươi một lòng muốn tìm chết Vậy ta thành toàn ngươi Giang quốc nhân tài ở đâu Để khánh đế có thêm kiến thức Đã hôm nay là làm thơ Vậy không thì đặt cược đi Đặt cược Đặt cược cũng được Trước tiên hãy nói về quy tắc đã Tốt chúng ta đặt quy tắc thế này đi bảy bước thành thơ cứ như vậy thẳng đến khi bên nào ngừng coi như thua như thế nào tốt thôi có vẻ như mọi người không có ý kiến với quy tắc này như vậy tiếp theo bàn tiền đặt cược đi dùng đại khánh và giang quốc thành trì làm tiền cược như thế nào cái gì thành trì ta nghe nói giang quốc thực lực hùng hậu chắc là tài tử cũng tung hoành tứ hải thì ra chẳng có gì hơn thế này <laughs> tiên sinh có chắc chắn không điện hạ đây không phải là việc nhỏ được ta đánh cược với ngươi ta muốn xem tên ngốc như người có khả năng gì để ta chiều cố tên ngốc như người trước phương truyền nến đỏ cao gầy ngư dân thanh đang muộn chiếu Tiểu Khánh Đế. Quá buồn cười há biết thi từ nhiều ảo diệu. Người đây gọi là làm bẩn thi từ. Hỗn đàn cũng dám như thế chửi chúng ta bệ hạ. Lý thần quá cao thâm ta sợ người nghe không hiểu. Bài này là lão tử dành riêng cho ngươi. Xem ra trình độ của các ngươi chỉ có thế. Đúng là ta không giỏi lắm. Hai người các ngươi giỏng tai lên mà nghe. Bài thơ, học sinh tiểu học đều biết. Cây đồng đang buổi ban trưa. Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng à ơi, bưng bát cơm đầy. Dèo thơm một hột, đắng cây muôn phần. Nước nam sinh đậu đỏ. Xuân lai phát kỳ chi. Trà ngơi hái nhiều nhé. Nhớ nhau tha thiết tình. Nhìn non mất bóng chim bay. Vạn dặm chân người chẳng thấy đâu. Thiên nhỏ mình ông che nòn lá. Mặc sông tiết phủ vẫn ngồi buông câu như thế ý cảnh, như thế thi từ. Thật sự là... Không còn gì để chê. Thiên nhỏ mình ông che nón lá, mặc sông tiết phủ sự là tuyệt vời. Như thần nhân, nhất định là người đã sớm chuẩn bị. Điện hạ mấy ngày nay toàn ở Đại Long. Làm sao có thể sớm chuẩn bị? Đây là bởi vì điện hạ tài trí hơn người ta xem nhất định là tam hoàng tử cố ý dạy ngươi hắn chỉ là một kẻ ngốc không hiểu gì cả ta đã nói rồi hóa ra tam hoàng tử đã dạy bài thơ như vậy chỉ có tam hoàng tử mới có thể làm được tiên sinh bọn họ nói không phải ý của ta không sao xem ra bài thơ tiểu học không còn làm hài lòng vậy thì dùng thứ cao hơn chút đi há chẳng thấy nước sông hoàng hà trên trời rơi xuống chạy ra biển không bao giờ trở lại lại chẳng thấy thêm cao gương soi dầu tóc bạc, sớm như tơ xanh chiều tựa tuyết, nhân sinh đắc ý nên vui mừng, chớ để chén vàng trơ dưới bóng trăng. trời sinh ta tài tất hữu dụng, nghìn vàng tiêu hết rồi có thôi. không có tam hoàng tử dạy, ngươi có thể làm ra nhiều bài thơ như vậy sao? ai nói là nhiều bài thơ? đây là nghệ thuật. Tô tô tốt, tốt, tốt tiên sinh đại tài Hôm nay ta cám nguyện bái tiên sinh làm sư Hôm nay Ta sẽ dạy cho các người người đọc sách một khóa Sau đó lý thần đọc liên tục các bài anh ta nhớ được để giả vờ trang bức Điện hạ tiểu thố Ta làm đủ trăm bài thơ chưa Điện hạ còn chưa đủ Nhưng vẫn là nhiều rồi Tìm người viết lại Ta muốn mượn tam hoàng tử danh nghĩa phát tài không biết giang quốc hoàng tử thiếu đại khánh bao nhiêu tòa thành trì rồi tuy tiện đọc có thể làm thành một bài thơ của nhiên là thần nhân lý thằng ngươi đừng cuồng ta có cách chơi chết ngươi không sao Điện hạ cẩn thận, không sao Phùng Xuân và Trần Trần đến rồi chưa? Người đâu? Ngày sao rồi? Nghe nói ngài uống rất nhiều rượu. Đại tỷ ta lần này uống là rượu phát tài. Bệ hạ ta cho người ba cái cẩm nang đã sử dụng chưa? Bệ hạ của Nhiên thần cơ rượu toán, sau khi ngài đi, trong cung đại loạn. Dựa theo chỉ thị của ngài, tôi đã bắt những người có ý định xấu. Lại rồi. Bệ hạ, con có ngài phân phó thần trong dân gian tuyển người. Mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Đem người trong danh sách này đều đến các quốc gia. Sau đó lại dựa theo cách của ta mà làm. Mở thanh lâu bán y phục. Đối với những người có ý đồ xấu. Chờ ta trở về tự mình giải quyết. Vâng thần bây giờ đi làm ngay điện hạ bát tỷ còn có chút chuyện riêng tỷ đi xuống trước đi vâng điện hạ của nhiên không ngoài dự đoán giang hoàng tử chuẩn bị ra tay với ngài ngài có muốn thần cử người ngăn cản hắn không tại sao muốn ngăn cản hắn ta là muốn gậy ông đập lưng ông ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho ta Ta muốn xem, tên không có đỡ ốc hoàng tử Giang Quốc. Có bản lãnh gì? Điện Hạ chỉ sợ sẽ có sơ xuất. Vạn nhất vô song công chúa trách tội xuống. Ta làm sao giải thích? Lần này không để cho cái kia Giang Quốc hoàng tử biết điều. Hắn sẽ như con rùi không đầu bay loạn khắp nơi phiền lắm. Điện Hạ vậy Giang Quốc hoàng tử sẽ lúc nào? Hành động. Hôm nay Giang Quốc hoàng tử đã mất mặt. Mà ta lại uống say ta đoán buổi tối hôm nay nhất định sẽ đến bọn họ đến điện hạ là khói độc đồ chó con thế mà hạ độc Lý thần tên khốn. Lão tử đã nhịn người rất lâu. Dám chống lại ta. Để cho ta mất mặt. Còn muốn giang quốc thành trì lên cho ta. Không tốt chúng ta trùng kế mau trốn đi. Lý thần ngươi, ngươi thiếu thành trì không trả ta, bây giờ lại muốn đến giết người diệt khẩu, ta nghĩ ngươi tràn sống rồi. Đúng thì thế nào? Ngươi một cái tiểu hoàng đế khánh quốc, muốn có tiền không có tiền, muốn người không người, thế nào ngươi dám động thủ với ta sao? Ngươi dám giết người của ta, nếu ngươi không phải hoàng tộc giang quốc, liền ngươi cũng phải chết. nói Giang Quốc có mấy cái hoàng tử. Chỉ một mình ta. Tốt như vậy người đúng là cây dụng tiền của ta. Trời hắn lại cho ta. Lúc nào Giang Quốc giao ra thành trì, thì thả về. Phụ Hoàng. Lại là Lý Thần à? Bây giờ chúng ta không để ý đến hắn. Hắn lật nổi bao nhiêu sóng gió đâu. Bây giờ phải trước ổn định giang quốc hoàng tử. Hãy kiếm tiền trước rồi hãy nói. Phụ hoàng, Lý Thần làm giang quốc hoàng tử mất hết mặt mũi ở trong lão tam thi hội. Bây giờ giang quốc hoàng tử đã phái người đi ám sát Lý Thần. Lý Thần này có chút thông minh, nhưng suy cho cùng thì cũng yếu. Lý Thần chẳng những giết tất cả sát thủ, hắn còn bắt giang quốc hoàng tử. Ngươi nói cái gì? Là thật sao? Đúng vậy, Phụ Hoàng. Vậy còn chờ gì? Còn không nhanh đi. Lý thần người giấu giang quốc hoàng tử ở đâu? Nếu ta nhớ chính xác, vợ ta vẫn bị người nhốt trong cung. Lý thần ta cảnh cáo ngươi. Đừng làm loạn. Ngươi nói, nếu phụ hoàng của hắn biết hoàng tử duy nhất của mình, ở Đại Long chịu ủy khoát lớn như thế. Không biết sẽ đau lòng như thế nào. Người muốn chết thì nhúc nhích đi. Lý thần đây là Đại Long Hoàng cung đó. Người có giảm bán không? Lý thần ngươi muốn thế nào? Bệ hạ cứu ta với. Muốn thế nào? Lúc đầu muốn lấy hắn dành một ít lợi ích thực tế. Không ngờ hắn lại quan trọng với các người đến thế. Như vậy đi lấy hắn đổi vợ ta. Không thể. Vô song phải gả cho giang quốc hoàng tử, nghĩa là không có gì để nói. Vậy không bằng bây giờ để cho hắn đi chết. Lý thần, đừng làm loạn. Lý thần đây là đại long địa bàn. Chỉ cần ngươi dám nổ xuống. Ta can đoan người rời đi không được, không đi được à. Vậy lão tử sẽ không đi. Chúng ta đồng quy vu tận. Lý thần, thả ta đi. Ta không cưới vô song công chúa nữa. Bệ hạ đại hoàng tử, Đến đúng lúc, bắt hắn lại cho ta. Ngài nếu thật giết hắn, chúng ta Đại Long cần phải tổn thất mấy chục triệu lượng bạc đó. Mình hắn trị giá hàng chục triệu lượng bạc Đừng sao? Đừng hướng trên mặt hắn rát vàng. Đây chính là khánh đế vì cưới vô song công chúa. Cô Cố ý mang đến xính lễ. Một tiểu quốc có thể có bao nhiêu xính lễ? Đây chính là một cái dương. Một dương hoàng kim có thể có bao nhiêu? Nếu như là một vạn lượng một tờ ngân phiếu thì sao? thế nào nó có nhiều hơn những gì tên hoàng tử ngốc này cho không nó có nhiều hơn những gì tên hoàng tử ngốc này cho không phụ hoàng đều là thật bây giờ ta có thể cưới công chúa chưa tiểu thố thu dọn đồ đạc cưới công chúa Công chúa Lý Thần, không sao chứ. Nghe nói chàng vì cưới ta, cùng phụ hoàng và hoàng huynh trở mặt. Ta nào chỉ là trở mặt. Ta vì có thể so với cái gì cầu thí giang quốc hoàng tử. Kiếm thêm lễ hỏi. Ta vì kiếm tiền eo đều sắp cãi mất rồi. Biết chàng vất vả, nhưng ta cũng sẽ không để chàng chịu lỗ. Từ hôm nay, 10 vạn thiết kỵ giao cho chàng điều khiển. Cái này không thích hợp. Đưa cho ta. Phụ hoàng nàng đòi thì sao bây giờ? Bọn họ khi nhốt ta lại không nghĩ đến. Cảm giác của ta, với lại ta bây giờ là đại khánh hoàng hậu. Không được đóng góp cho đại khánh sao? Đi thôi ta đưa nàng đi hưởng lạc. Lý thần giữa ban ngày, chàng không sợ người khác thấy sao? Bọn họ dám sao? Ta đang duy trì nói giống ai dám cản. Ai sinh con cho chàng chứ? Đó đương nhiên là nàng tiểu yêu tinh này. Nếu không sinh cho Trậm sinh 100 đứa con, là có lỗi với đại long con dân đó. Khởi bẩm bệ hạ, Tể tướng đại nhân Phùng Xuân cầu kiến, có chuyện quan trọng, kêu hắn đi ra ngoài cho ta, ta đang bận. Đừng mà. Đợi tí bệ hạ đi ngay. Bệ hạ, triều đình đang hỗn loạn. Các bộ đều nhau nhau chỉ trích binh bộ hành sự bất lực, hơn nữa một số quốc gia đã tổ chức diễn binh đại điển, đang nhìn chằm chằm. Vừa trở về đã tìm việc cho ta làm vào chiều. Bây giờ đại khánh quá nhiều chuyện cần xử lý, nhưng hoàng đế thế mà không lên tảo chiếu. Tiếp tục như vậy, chúng ta đại khánh quốc sẽ mất nước còn không bằng ủng hộ thái hậu trở thành nữ đế. Trâm đã nghe được. Các ngươi là muốn tạo phản à? Bệ hạ bớt giận. Bệ hạ chúng ta không dám tạo phản. Chỉ là hạ thần không rõ tại sao phải cho đại sơn thái hậu có cơ hội để bà ta bí mật liên lạc với các quần thần. Tí nữa ông sẽ biết thôi. Mưu hoàng vạn tế, vạn tế vạn vạn tế, kể từ khi chậm lên ngôi, thì rời đi khỏi đại khánh. Đối với đại khánh sự tình không rõ, hôm nay chư vị có thể nói thoải mái. Trong mắt bệ hạ hình như chỉ có vô song công chúa. Đại khánh giang sơn xã tắc, bệ hạ dường như không quan tâm chút nào. Chúng ta nói vài câu có thể hữu dụng sao? Đúng đại khánh bây giờ là nhân tài tàn lội. Không người kế tục thế nhưng là bệ hạ trong mắt chỉ có nữ nhân xem ra lúc trước sông vào cung gian dâm hoàng hậu ta nghĩ nên điều tra một chút tiền hoàng lúc trước chết bất đắc kỳ tử ta cũng nghĩ như vậy bệ hạ băng hà hoàng hậu bị giam vào thiên lao nhị hoàng tử bỏ mình ai biết có phải có người làm không các ngươi đây là muốn mưu phản sao Ta cũng không phải muốn mưu phản, mà là muốn đem chuyện lúc trước toàn bộ lấy ra nói. Dù sao Lý Thần cũng không đáng ta phục vụ. Chưa vị ý kiến ta hiểu rồi. Các ngươi là muốn chậm đem Hoàng hậu Nương Nương thả ra đúng không? Người đâu dẫn bà ta lên điện? Cung ngay Hoàng hậu Nương Nương. Lý Thần không ngờ chứ. Dù người đem tà nhốt vào thiên lao, Ngươi cũng giam không được quần thần tâm. Hóa ra bà đã đi ra rồi. Xem ra thời gian chậm không ở Đại Khánh. Bà đã thu mua bọn họ. Không sợ nói cho ngươi. Liên phùng tể tướng cũng là người của ta. Bằng không tại sao hắn là triều đình thừa tướng. Lại chẳng quan tâm chuyện trong triều. Lý thần vũ khí trong tay mặc dù có thể giết người, nhưng vũ khí nhân tâm thì càng khó đối phó hơn. Phùng thừa tướng, đã đến lúc cho hoàng hậu nương nương của chúng ta hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bệ hạ sở dĩ rời đi đại khánh, chỉ để tìm ra các người những tên có ý định xấu này. Chẳng lẽ các người không nghĩ đến, bệ hạ sát phạt quyết đoán như thế, tại sao lại không giết nữ nhân này? Vậy ra ngươi luôn là người của Lý Thần. Ta là người Đại Khánh. Mọi việc ta làm đều vì Đại Khánh. Công bộ lại bộ lễ bộ. Thị lang các ngươi là chủ mưu của cuộc nổi loạn. Mọi người có liên quan đến họ đều có trong danh sách này. Không ai có thể trốn thoát. Coi như các người biết chúng ta cấu kết thì như thế nào lý thần người dám giết hết chúng ta sao đại khánh người có thể rời đi nhưng không thể thiếu chúng ta đại sơn dung mạo bà xấu thì thôi đã vậy còn mơ đẹp thế ta còn biết lúc trước bà cùng nhị hoàng tử mưu sát tiên đế không phải là không ai biết chuyện này ta có thể làm chứng ban đầu là đại sơn cùng nhị hoàng tử vô tình giết bệ hạ Ngươi nhận lợi ích bao nhiêu từ hắn, phản bội ta hết lần này đến lần khác. Không chỉ có vậy, lúc đầu bà ta cố ý bày mưu hãm hại hoàng thượng, vu khống ngài tội gian dâm, đại sơn còn không nhận tội. Kể cả những người thân cận nhất, không chịu được sự xấu xa của bà. Động thủ. Ha ha lý thần. Hôm nay ta nói cho người biết. Coi như tất cả mọi người biết thì có sao. Hôm nay ta muốn giết người. Lý thần. Đừng tưởng rằng ngươi làm vũ khí có thể vô địch thiên hạ. Ta đã chuẩn bị rồi. Hôm nay ngươi dám động thủ, chúng ta cùng ngươi cả chết lời rách. Tể tướng, bê hạ đã sẵn sàng. Tân tướng quân đã dẫn người bao vây. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể động thủ. Động thủ. Động thủ xem như đồng quỳ vô tận. Cũng muốn giết hắn người đâu ra tay đi còn chờ gì nữa người đâu sao hắn biết ta đã mai phục hắn đan sơn ta sẽ không giết bà ngược lại ta sẽ để cho bà sống mà xem ta cai trị đất nước dù gì thì bà cũng hầu hạ ta một đêm thoải mái mà ngươi thật là ác độc bệ hạ hạ thần không phải cố ý không sao tạ bệ hạ tể tướng người vì chậm giết rất nhiều quan chức quan trọng trong triều bây giờ đang lo lắng gì khi họ còn sống thì ít nhất thì đại khánh có thể hoạt động bình thường nhưng là ngài là đã giết bọn họ hết rồi đại khánh làm sao đây vậy ngươi nhìn những người này có thích hợp làm quan không Họ là tể tướng đại nhân. Bọn họ chính là lúc trước bệ hạ muốn ngài đưa đến các quốc gia. Những người làm kinh doanh, hóa ra bệ hạ đã sớm tính đến điều này rồi. Đương nhiên, nếu không tuyển chọn một chút thư sinh làm quan, sẽ chỉ máy móc. Họ thì khác nhau. Cũng coi có chút rèn luyện cơ bản. Bệ hạ nói đúng. Ta để các ngươi vào chiều làm quan cũng không phải không có hạn chế. Các ngươi cũng cần cạnh tranh. Ai đạt được thành tích, chấm sẽ có thưởng. Nếu không làm được thành tích, liền xéo về nhà cho ta đi. Tạ bệ hạ Long Ân. Chúng thần tuyệt đối cúc cung tận tụy thế chết không thôi. Công chúa Điện Hạ thật tốt nha. Sáng sớm đã quậy rồi. Đêm mùa xuân ngắn ngủi trước mắt là qua. Từ đây quân vương không tảo chiều. Bệ hạ. Đại Long Quốc Long vô địch hoàng tử đến. Bệ hạ là ta không tốt. Nếu là đại cứu ca đến, thì để hắn vào Lý Thần tất cả là lỗi của ngươi Đại cử ca xem như vu oan hãm hại cũng phải cho cái tội danh tội danh bởi vì ngươi bây giờ Giang quốc cùng Đại Lòng cắt đứt mọi giao dịch thông thường Ngươi có biết nó gây áp lực lên Đại Lòng quốc đến mức nào không Anh Lý Thần cho Phụ hoàng nhiều tiền như vậy chẳng lẽ còn không đủ sao còn muốn thế nào nữa muội muội ngốc nha Giang quốc thừa thải Ngọc Bích bảo thạch. Nếu Giang quốc cắt đứt giao thương với Đại Long, hậu quả là gì muội không rõ sao. Bây giờ ngay cả Phụ Hoàng phải tự thân đến cửa bồi tội. Giang quốc sản xuất Ngọc Châu bảo thạch, vậy có phải là rất cần bờ biển? Ngươi nói nhả mà. Giang quốc toàn bộ là mỏ. Chỉ cần đào xuống sẽ có bảo thạch. Nói như vậy, Giang quốc sẽ không sản xuất lương thực. Trồng cây sao? Áo à quên. Nhanh đem 10 vạn thiết kỵ trả về cho ta. Không thể bởi vì ngươi tùy hứng Lại để cho Đại Long rơi vào chiến tranh Lý thần ta phải đi Giang Quốc một chuyến Ta không thể để cho phù Hoàng bởi vì ta mà khó xử Vậy ta cùng đi với nàng Chàng cùng kia Giang Quốc Hoàng tử kết thù đã sâu Nếu thấy chàng Chỉ sợ càng sẽ không từ bỏ ý đồ Bệ hạ ngài thật muốn để vô song công chúa đi sao Giang Quốc Hoàng tử Cũng sẽ không thả miệng thịt đưa đến miệng Yên tâm Ta tự có cách Hồ Thúy Hoa, bây giờ đang làm gì? Nàng vẫn đang làm chúng ta thương hiệu. Đi thông trị Bành Tiên để hắn liên lạc Hồ Thúy Hoa, thu mua lương thực từ tất cả các nước xung quanh, nhất là Giang Quốc. Ngài đây là muốn giúp cổ dưới đáy nội à? Không hiểu thì đừng dùng bừa bãi. Chuẩn bị đi. Ta muốn cho Giang Quốc một bài học không ngóc đầu lên nổi. Vào gì? Phò mã có gì phân phó? Chuẩn bị một chút mười vạn thiết kỵ. Theo ta cùng đi Giang Quốc. Ta phải đi giúp lão bà của ta. Vâng, chờ một chút. Bệ hạ Hỏa Châu chuẩn bị xong. Đi thông báo cho tử trọng. Kêu hoán chuyển kho vũ khí đến cho ta. Dám chọc lão tử, ta sẽ giết hắn. Thần tuân lệnh. Phụ hoàng đừng đợi nữa. Ta không tin Giang quốc hoàng đế không ra gặp ta. Ha ha bệ hạ Nói thế nào cũng là một nước chi chủ Làm sao lại vì gặp phụ hoàng ta Ngay cả mặt mũi cũng không cần thế hả Giang hoàng tử chê cười Đại long con dân Rất nhiều người kinh doanh ngọc thạch Ngài đột nhiên giảm giá Ác ý cạnh tranh Là muốn cắt đứt đường sống của đại long à Ngài thật là hoàng đế tốt Người đâu Truyền tin tức xuống dưới Bất kể giá ngọc bích của chúng ta bây giờ là bao nhiêu, Diêu hạ giá thấp hơn họ một thành. Để tỏ lòng tôn trọng, ta tự mình đến nhà. Vậy mà đối xử với ta như thế, kêu la cái gì? Ta cùng Long vô song hôn ước cũng dám đổi ý. Ta xem các ngươi không thấy không rõ vị trí của mình. Hoàng tử nói đi, làm sao có thể giải tỏa hận thù trong lòng ngài. Ta muốn ngươi. Còn có ngươi quỳ xuống lại ta. Giang phòng người uy phong thật to. Giang phòng người uy phong thật to. vô song công chúa mấy ngày không gặp, có vẻ quyến rũ hơn nhiều. Xem ra mấy ngày nay lý thần tới tiêu rất tốt cho cô nhỉ? người muốn cái gì, đa hắn có thể có được cô. tại sao ta không thể? ta muốn cô bây giờ trước mặt mọi người hầu hạ ta sung sướng. Cho mặt mà không muốn à Có tin ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ không Tiêu tử ngươi coi nơi này là đại long sao Dám động thủ với ta Hôm nay các ngươi ai cũng không rời đi được Lão tử hôm nay đã không muốn rời đi Cũng không muốn chạy Lý thần ta cầu ngươi đừng làm loạn được không Đại long không chịu nổi giày vò Đúng nếu không phải vì ngươi cùng vô song Đại Long sao có thể lâm vào tình cảnh như thế này Phụ Hoàng Hoàng Huynh Đừng trách Lý Thần nữa Việc này là bởi vì con. Vậy để con chịu trách nhiệm. Giang quốc hoàng tử. Không phải ngươi muốn làm ta xấu hổ thôi sao? Tốt ta thành toàn ngươi. Lý thần. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm vợ chồng. Nam nhân của nàng cũng chưa chết. Làm loạn gì thế hả? Có tin ta bây giờ có thể đem Giang Quốc tiêu diệt? Chuyện của ta không liên quan đến chàng. Đi mau, khẩu khí thật lớn. Khánh đế đây là đến cửa uy hiếp chúng ta. Phụ hoàng, xem ra đại khánh cùng đại long đối giang quốc lòng lang dạ thú. Không phải chuyện ngày mồng một ngày mồng hai. Giang quốc hoàng tử, chuyện giữa hai nước chúng ta không liên quan gì đến đại khánh. Xin đừng chút giận lên hoàng đến khánh đế. Ha 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 lý thần. Nghe không? Coi như lão tử bây giờ chơi cô ta. Đại long cài dám cũng không dám thả. To gan lắm. Tin không, ta bây giờ để các người giang quốc biến mất ngay bây giờ. Để các người giang quốc biến mất ngay bây giờ. Lý thần ngươi dám. Lão tử đương nhiên dám. Tô gan đây là ta giang quốc hoàng cung. Sao có thể để ngươi dương ngoài? Tướng quân đâu? Hòa pháo không hạn chế xạ kích. Hỏa lực bao trùm. Lý thần, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Ngươi là đang cùng chúng ta giang quốc khai chiến. Đừng trách lão tử ý vào vũ khí khi dễ ngươi. Ta có thể cho ngươi mấy ngày thời gian chuẩn bị. Các ngươi giang quốc muốn khai chiến. Chúng ta đại khánh tùy thời phụng bồi. Nếu không phải nhất định phải, không muốn động đao binh. Khánh đế tạm thời bớt sợ. Ta nghĩ, giang quốc hoàng tử cùng giang quốc hoàng đế còn có lời muốn nói. Nói dễ nghe, Lý Thần còn không phải các ngươi mời đến giúp đỡ. Đại Long Hoàng đế, Lý thần các người nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ không để cho các người sống yên ổn. Con dám cản rỡ. Có tin không? Lại cùng lão tử trực tiếp diệt giang quốc. Lý thần, người có biết đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho chúng ta không? Ca lý thần thế nhưng vừa rồi là cứu muội. Lý thần à, lý thần, không phải là người không biết tình hình đại long. Chúng ta bây giờ một nửa sản nghiệp đều dựa vào ngọc bích, không phải chỉ dựa vào đất đai có thể giải quyết. Được rồi. Hôm nay chuyện này, Khanh đấy cũng đã giúp đỡ. Nếu như hắn không giúp đỡ, cũng là chuyện đương nhiên. Ta nói đại cứu ca. Học hỏi cha vợ ta đi, nhìn lại ngươi. Sau này nếu đại long giao vào tay ngươi, chỉ sợ qua không được mấy ngày, sẽ bị ngươi bại quang hết. Còn ở chỗ này nói châm chọc ta đúng không? Ca Giang Quốc chúng ta từ từ lại nói. Ta mang Lý Thần về trước. Biết rất rõ anh thiết bây giờ đang bực. Tại sao phải làm huynh ấy xấu hổ? Ta không phải rèn luyện năng lực chịu đựng của hắn sao? Khởi bẩm bệ hạ. Lần này không quấy dày ngài chứ. Người đã quấy dày rồi. Con nói nhảm gì, đến làm gì. Bẩm báo hoàng hậu, là bệ hạ phân phó ta đến. Việc ngài phân phó đã được thực hiện. Nhìn vẻ mặt ngươi, mọi việc diễn ra suôn sẻ đúng bệ hạ phân phó ta bí mật dự trữ lương thực trong vòng ba ngày giang quốc nhất định thiếu lương thực làm rất tốt đến lúc đó không thể thiếu công lao của ngươi bệ hạ chúng ta lúc nào tổng tiến công giang quốc còn chưa vội bọn hắn trong thời gian ngắn không làm được gì và các nước xung quanh chắc chắn sẽ muốn tham gia vào chờ bọn họ tập trung lại chúng ta lại đem bọn hắn cùng nhau giải trừ rơi hạ thần cáo lui trước đi đi Tốt rõ ràng đều đã nghĩ kỹ biện pháp đối phó. Vì sao để cho ta đi bị người ta bắt nạt? Lão bà đại nhân, ta nào dám nha? Ta là khi ở Đại Long đã bắt đầu nghĩ biện pháp, bây giờ mới thu hoạch thôi. Nhưng thiết có hơi lo, chẳng thu mua lương thực quy mô lớn như vậy, chẳng lẽ họ không biết lại mua sao? Đương nhiên là có thể, nhưng ai nói là là ta chỉ có một cách này? Ý của chàng là? mỗi quốc gia bây giờ đều có sản nghiệp của ta ta bây giờ đại quy mô chữ lương thực đầu tiên là vì cắt đất đường lui của giang quốc về chuyện thứ hai thứ hai thì là vì tăng mức chữ lương đến lúc đó chỉ cần ta ra lệnh thì cái gì ngọc bích bảo thạch cần bao nhiêu có bao nhiêu đại long không cần phải lo ta muốn nói chuyện với ngươi Đại cứu ca có chuyện gì không thể ngày mai nói nha. Tin tức đáng tin cậy, bây giờ Giang Quốc liên minh Ninh Quốc và Vĩnh Quốc muốn trả thù Đại Long và Đại Khánh. Cái gì? Còn không phải bởi vì hắn. Nếu không thì làm sao mọi thứ có thể trở nên như thế? Ca anh vừa nói, Lý Thần đã sớm đoán được. Hắn đoán được. Còn nghĩ đến biện pháp đối phó. Cái gì? Phụ Hoàng. Phụ Hoàng Lý Thần phụ hoàng khánh đế khánh đế đã sớm bày ra kế hoạch trước rồi bây giờ giang quốc chỉ cần vừa ra tay giang quốc sẽ không có đường lui thật sao khánh đế đã kiểm soát nguồn cung cấp lương thực của giang quốc tương đương với bóp lấy đường sống của giang quốc đừng vui mừng sớm thế kể cả khi tôi muốn giúp các người mọi chuyện cũng không đơn giản bây giờ nắm giữ lương thực là nhưng chúng ta vẫn phải kiếm lấy chất béo mới được đúng muốn đánh bại giang quốc không phải dễ dàng như vậy các người lấy đại lòng giành nghĩa, thu mua đại lượng chân châu bảo thạch. Ta giúp các người bán nó lấy tiền. Thần tài đại gia, có rất nhiều đồ châu bảo đến nỗi chúng ta gần như tiêu hết tiền. Người muốn làm gì? Mở tiệm trang sức bán châu báu. Độc quyền trong ngành trang sức, tên cửa hàng ta cũng nghĩ rồi. Gọi là Phúc Kim Lâu. Phúc Kim Lâu, có ý gì? Nghĩa là, Tụ tài tụ phúc, chúng ta dẫn dầu xu hướng. Cái gì? Ngọc Thạch này, một người đàn ông chỉ có thể mua một cái trong đời. Hả vậy bao lâu mới bán hết chỗ này? Người biết cái gì? Đây được gọi là tiết thị đói. Thế nào? Nàng có hài lòng với món quà cầu hôn của ta tặng không? Trang đến từ khi nào thế? Cùng với thời gian cái chuyển phát nhanh này đến. Chuyển phát nhanh. Cái tên rất hay. Lại là chàng nghĩ ra à. Nếu không thì... Nàng đoán xem. Sủ Mỹ. Vô song, ta muốn nàng ở bên ta mãi mãi. Mãi mãi là hoàng hậu của ta. Lý thân chàng cũng quá đột ngột rồi đó. Tiểu thố tiểu thố ta lý thần bây giờ long trọng cầu hôn nàng từ lúc ta gặp nàng mọi lời nói và hành động mỗi kẻ nhân mày một nụ cười đều để ta khắc sâu vào ý thức ta nàng chính là người ta dốc cả một đời muốn theo đuổi ta bây giờ trịnh trọng muốn nói với nàng ta yêu nàng nàng đồng ý gả cho ta sao thiết đồng ý Bệ hạ Giang quốc hoàng tử cùng Giang quốc bệ hạ cầu kiến Để bọn hắn chờ đó cho ta Vâng Lý thần Lương thực và phúc kim lâu có phải đều là ngươi dở trò quỷ Đại khánh hoàng đế Trước đây là chúng ta sai Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, là ta không dạy tốt con trai mình, biết mình không biết dạy con, vậy nên hảo hảo giáo dục một chút, đỡ phải người khác giúp đỡ ông giáo dục hắn. Không biết vô song công chúa có hài lòng chưa? Đương nhiên không hài lòng, bởi vì ông gọi sai rồi, bây giờ nàng ấy là hoàng hậu của đại khánh. Vậy muốn thế nào, ngài mới có thể giải quyết vấn đề lương thực và ngọc thạch, trước đây ta chỉ nghe nói lão tử dạy dỗ con trai mình. Tôi chưa bao giờ thấy con trai dạy lão tử. Lý Thần ngươi có ý gì? Ông ta vừa rồi đánh ngươi thế nào? Ngươi đánh lại như thế. Không được, tuyệt đối không thể được. Làm đi. Đừng do dự, bây giờ người là giao thớt ta là thịt cá. Ngươi nói nhiều quá. Đừng do dự đánh ta đi. Các người đã có thành ý như vậy. Vậy ta sẽ mở lòng từ bi nói cho các người biết. Lương thực còn có phúc kim lâu. Là ta làm thế nào cảm giác thế nào khi ai đó đâm sau lưng mình khánh đế chuyện lúc trước là chúng ta đã làm sai nhưng suy cho cùng người dân giang quốc là vô tội ngài có thể cho họ một con đường sống không ta để nó quỳ xuống cho ngài và hoàng hậu nói xin lỗi không cần phải quỳ chậm không có đề hắn vào mắt điều chậm không thể chịu được là thái độ của các ngươi nếu không thì từ hôm nay ông không làm giang quốc hoàng đế ta có thể cam đoan giang quốc mọi thứ trở lại bình thường lý thần ngươi là bức vua thói vị Thế thì sao hả? Chỉ bằng các người khí lượng, thực sự không xứng đáng làm hoàng đế Giang Quốc. Dù sao ta đã nói rồi. Nếu có thể làm được, ta có thể bảo vệ Giang Quốc dân chúng. Nếu làm không được, ta không thể làm tội nhân thiên cổ. Kể từ hôm nay, ta cùng Nhi tử nguyện giáng xuống làm dân thường, không can thiệp triều chính. bọn họ bỏ cuộc nhanh vậy xem ra đúng là không xứng làm hoàng đế giang quốc được tiện nghi còn khoe mẽ chàng không đánh mà thắng thì mừng đi vẫn là nàng hiểu ta lý thần chàng nói khi chàng lần đầu tiên nhìn thấy thiếp có phải đã yêu thiếp không ừ. miễn cưỡng thế à chàng do dự cái gì nói chàng trong lòng có phải còn có những người Ai yêu cô nãi nãi ta do dự cái gì chứ có nàng là đủ rồi chàng đều dám lừa thiếp thiếp sẽ để cho anh thiếp đem đầu chàng vặn xuống được nàng nói cái gì chính là cái đó Chúng ta có để súng trước được không? Chàng sợ à? Làm gì có? Chàng là sợ. Đừng đừng. Cô nãy nãy ta đương nhiên sợ. Bây giờ nàng đang mang thai, còn cứ thích lên nóc nhà hồng gió. Chàng nếu dám bắt nạt thiếp, trời nhi tử xuất sinh thiếp sẽ để nó giúp thiếp đánh chàng. Được rồi, được rồi. Nếu nàng sinh con, hai người cùng nhau bắt nạt ta được chưa? Hãy like và theo dõi để mình có động lực ra phim mau hơn nhé.